Đây là iPhone 7 và nó có thể làm mọi điều bạn muốn một cách nhanh hơn, tốt hơn và mạnh mẽ hơn. iPhone 7 có hai màu mới là Black và Jet Black với thiết kế gần như không có đường nối. Camera mới có thể chụp ảnh tuyệt vời hơn bao giờ hết. Đó là nhờ vào cảm biến hình ảnh mới và khẩu độ thu sáng f1.8 cùng với thấu kính 6 thành phần. Hình ảnh hay video bạn ghi nhận sẽ sáng hơn và chi tiết hơn. Hệ thống ổn định hình ảnh quang học tạo khả năng chụp ảnh chiếu sáng tốt hơn. Chip xử lý hình ảnh mới do Apple thiết kế sẽ tự tối ưu và mang đến tấm ảnh tốt nhất qua mọi cú bấm máy của bạn. Đèn flash 4 tông màu ánh sáng tốt hơn và xa hơn. iPhone 7 Plus được trang bị camera ống kính tele. Hai camera của máy sẽ hợp lực và mang đến khả năng zoom quang học 2x có chất lượng tuyệt hảo nhất. Màn hình HD Retina đạt chuẩn như rạp phim với gam màu sáng và sống động nhất từ trước đến nay trên một chiếc iPhone. Đây cũng là thế hệ iPhone đầu tiên có hệ thống loa stereo. Hệ thống loa mới sẽ mang đến một trải nghiệm âm thanh ấn tượng và mạnh mẽ hơn. Vỏ máy được thiết kế lại hoàn toàn để tạo ra một chiếc iPhone đầu tiên có thể chống nước. iPhone 7 và 7 Plus được vận hành bởi con chip Apple A10 Fusion. Đây là con chip xử lý mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trên một chiếc smartphone. Nó được tối ưu để bạn có thể vừa có được trải nghiệm sử dụng tốt nhất, vừa có được hiệu năng cao nhất mà vẫn có thời gian sử dụng lâu nhất. iPhone 7 khiến những việc bạn làm tốt nhất trở nên tốt hơn. Và nó là chiếc iPhone tốt nhất mà Apple từng tạo ra.